Tương lai không ước vọng mà sống hiện tại, biết hiện tại thôi. Này sao đi, chỉ đi bộ thôi sao? Chưa đi bộ thôi, chưa đi chỉ có ba y một bát thôi với mấy cái đồ lặt vặt sao đó. Không đi dép. Không, đầu chân chân đất. Không, đi chân không. Nóng chứ ngày giờ. Thì đi theo cái hành Phật Thích Ca Mâu Ni mà. Dạ. Thì không biết nóng luôn. Dạ đúng. Phật Thích Ca Mâu Ni tu sao thì sư tu giống vậy đó. Dạ. Cũng đầu buông bỏ xả ly hết tất cả những gì ở trên thế gian. Đó là những gì ở trên đời này, trên thế gian này có cái gì là bỏ hết tất cả. Kể cả cha mẹ hay là vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc đồ bỏ hết. Rồi tất cả vật chất ở trên thế gian này bỏ hết. Đó là chỉ có ba y một cái bát để đi khất thực, đi sinh ăn thôi. Rồi ở rừng, ở núi, ở nghĩa địa vậy đó. Rồi sống ngày nào biết ngày đó thôi. Dạ. Cũng mong ước cho sư đi đa, dạ, thành chánh quả. Đó là con đường giải thoát, nó là chỉ có như vậy thôi. Đó là chưa. Đây có nguyện thay hai mẹ con nha, là chị là chị dọn dẹp ở mộ tướng cả nha. Thì phát hiện sư ở đây ra là chị tới đảnh lễ ha. Rất là thương luôn cả nha. Chúc cho chị và cháu luôn nhiều phước báu nha. Dạ. Bình an trong cuộc sống ha. Dạ. Rồi học giỏi nha con. Dạ, học lớp mấy rồi con? Chị cứ có muốn bận thì cũng ngồi chơi, em cũng muốn ngồi chơi với sư rồi rồi chút xíu mình về sau. Dạ. Nghe sư nói chuyện hay lắm. Sư đang đi về Việt Nam. Con lấy cái mì đấy chị cho con. Mì đem bánh này đi. Để đi đem một kẹo ăn đi. Tại vì nó sương quá. Đi sáng chị không lấy. Đi mua được Việt Nam mua đi đừng lấy nhiều. Đây cả nhà tối nay ta thích thức ăn của sư là bánh ngọt rồi được. Sư thì buổi sáng sư đi á, là ai cho cái gì là sư nhận cái đó. Dạ. Là có chay dùng chay, có mặn dùng mặn. Dạ. Đó là sáng là có người cho bánh, trái cây, nước ngọt, rồi cơm, canh. Dạ. Bún, phở. Dạ. Đó là sư bánh, trái cây, nước ngọt, cơm, canh, bún, phở là sư dùng chung vô một bữa ăn luôn. Dạ. Bữa tối rồi là sư. Đó là sư thọ thực xong là qua bữa ăn đó là sư chỉ uống nước lọc cho tới tối thôi. Đó là một ngày dùng một bữa một, rồi uống nước lọc cho tới tối. Thì thời Phật Thích Ca cũng vậy thôi, cũng đi khất thực rồi ngày ăn bữa vậy đó. Có nhiều người á đi trên đường em thấy là người ta cúng dường cho sư đồ ăn luôn. Dạ. Mà họ không biết là sư chỉ ăn một ngày một bữa sáng thôi. Dạ, thành ra là sư không nhận. Người cũng buồn lắm, người ta buồn lắm. Dạ. Họ không biết được cái hạnh tu của sư là như vậy. Sư chỉ nhận nước. Sư đi để lỡ mà chân. Dạ, cái bản chất của sư là bây giờ là có thể nói là không biết nóng nữa rồi. Dạ. Đã bữa sư nói với con là như nào nhỉ? Là cái tâm của mình nó không còn, chỉ còn sư cảm giác còn ấm ấm thôi chứ không cảm thấy nóng được phải không sư? Giống như là nó cơ thể mình nó đã quen với cái nhiệt độ đó rồi đó. Dạ. Cảm giác còn ấm thôi. Đi buổi chiều thì trời nó mát cũng đỡ, còn đi buổi trưa nó là... Chị biết bữa em ngày hôm kia cách đây 2 ngày là trời nóng 40 độ mà được. Dạ. Sư đi đầu trần. Đầu trần. Mình đi theo, mình đi không nổi. Mình đi không nổi. Em bỏ ra em đi thử có xíu mà đi đâu được. Dạ. Mẹ em cắm em tóc. Thật sự ra đi theo cái con đường này khó lắm. Khó mà khổ. Gian nan cái đầu em vậy. Khổ thì nghĩa địa á, đi cố là nóng nực. Nếu mà dễ thì ai cũng đã tu được hết rồi. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dễ ai cũng tu được rồi. Thì thời Phật Thích Ca tu sao mấy sư tu giống vậy đó. Phật Thích Ca thí chủ có biết không? Dạ biết, con có coi qua kênh. À phim hả? À, có xem dạ. Về cuộc đời của Đức Phật không? Dạ có. Có đúng không? Dạ dạ. Thì Thái tử Tất Đạt Đa con của vua Tịnh Phạn đó. Dạ. Có coi. Đó thì ngài cũng có cha, có mẹ, rồi có ngôi vua, có vợ đẹp con xinh. Thì vua thì tài sản vật chất trên thế gian này ngài đâu có thiếu gì đâu đúng không? Rồi vợ đẹp thì biết bao nhiêu là vợ đẹp mà ngài cũng giác ngộ ra một cái là ngài bỏ hết. Bỏ sạch hết không còn cái gì hết. Nó chỉ đi vào rừng rồi cũng tu đi khất thực ăn ngàn bữa vậy đó. Đó lúc mà ngài giác ngộ ra là con đường trung đạo đó. Sư tối ngủ tới cắn không sư? Sư ơi con quen rồi.
câu hỏi cái này cá nhân là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Thích Ca Bổn Sư, và sau này có một người con là Hầu La. Đúng rồi. Thì cũng là đi theo đúng rồi, cũng là trở thành một trong những đệ tử của Phật Thích Ca, đúng không? Thì La Hầu La là con trai của Đức Phật đó. Thì Đức Phật thấy gọi là còn bé nhưng mà đã gọi là cho đi theo con đường tu tập được, nên Đức Phật cho tu từ bé luôn. Là sau này là cũng xuống tóc đi theo theo cha luôn. Thì thành đệ tử của Đức Phật đó. Thật ra là trở thành một trong những đệ tử đầu tiên đó, phải không sư? Thành đệ sư rồi nào. Ví dụ như mà cha con như vậy rồi sau này mà đi tu chung là có kêu cha con đi qua bên kia không? Đã tu rồi là không còn cha với con gì nữa đó. Thì lúc đó gọi là sao? Thì sư phụ đó. Nhưng mà trên nghĩa là vẫn cha con mà. Thì cái đó là về cái mặt thế gian thôi. Chứ đã tu giải thoát rồi là đâu còn anh em cha mẹ bà con gì nữa đâu. Là như vậy. À, có một cháu nhỏ nè, con của chị. Chị hai đứa hả? Hai cháu giỏi quá. Đó là em cũng bắt hai đứa đi vô đây biết chọn cho học tướng. Tập gia. Dạ. Đứa nào cũng vậy á. Mình làm như vậy mình có tiếng này có lâu chưa hả chị? Dạ lâu lắm rồi. Lâu rồi. Dạ. Em thấy chiều giờ em thấy nhiều người đến thắp nhang. Người thắp nhang. Như ở nơi đây là thắp như đây không? Dạ. Nếu dường như là ông rất là phù hộ. Thả linh thiêng. Buôn bán rồi cho nên. Dạ. Tới cả cầu xin. Rất là nhiều nha. Dạ. Theo là chia sẻ của chị Phật tử nói nơi đây rất là linh thiêng như vậy nha. Mẹ hay có cái gì là mỗi lần mưa nha, em vô đây em quyết dọn là dụ như ở khúc ngoài đi nó mưa ướt. Dạ. Chứ mà ở ngay mộ ông là không bao giờ ướt. Do cái cây nó che. Dường như là cái cây chi không phải là không ướt cây. Vô mà mưa có lớn cái nào cũng chỉ ngồi sơ sơ vậy thôi. Chứ ở trong là không bao giờ ướt cả lúc mưa tới. Do cái lùm cây nó lớn. Lùm cây nó lớn. Cái cây bồ đề nó có bao nhiêu năm chị cái nghi rồi chia sẻ là bao nhiêu. Dạ em cũng không biết. Nhưng mà hồi bữa có ông anh rể ở nhà là ông anh ông không có biết á. Ông leo lên phía trên đi ông quyết dọn vì là ông về ông bị bệnh á. Chị là vô sinh. Leo lên nào chị? Lên phía trên để mình quét mấy cái cây xuống anh ạ. Leo lên cái máy hả? Đây cái khúc cây ngay chỗ đây nè. Mình ấy ấy rác rác xuống á. Vậy mà về bị bệnh á. Xong mà bà chị phải vô đây xin nào. Về mới bớt. Tâm linh nè chị. Tâm linh ha. Chị tâm linh khó nói ha. Chiều em cũng ý vô xin. Cho em vô đây làm xin liền. Nói là xin phép cho con ở nhường đêm. Dạ, nếu mà nói như vậy em mua bán là buổi sáng và ế là em xin ông là phán được. Dạ, mà có sư đây sư có thể giải thích không sư? Dạ. Sư giải thích cái chuyện mà leo lên đó quét xong rồi bị bệnh là sao sư? Thí chủ à? Dạ không là ông anh của thí chủ hả? Ông anh rể nha. Dạ. Quét ở trên cái mộ này. Dạ đúng rồi, ở phía trên cái tán cây á. Quét thấy ý là thấy lá bồ đề dơ á, quét xuống cho sạch anh sư. Này. Như là bữa nay quét là ngày mai bị bệnh. Dạ, bệnh tay bị liền luôn. Hay là bị cảm? Bị không. Bị bệnh gì mới được chứ? Chỉ là mệt trong người là đừ vậy á. Cứ đừ đừ. Không ăn không uống được gì nổi luôn. Xong cái bà chị bà biết. Giống như bị cảm cúm nặng vậy đó. Dạ, vậy đúng không? Bị nặng vậy đó. Cái đó nhiều khi trùng hợp thôi chứ cũng đâu có gì đâu mà. À, không có gì để giải thích được không sư? Đơn giản thôi. Dạ. Nhiều khi trùng hợp thôi. Tới sinh cái xong về hết. Dạ, chị tới sinh. Trùng hợp thôi chứ là nhiều khi mấy cái bệnh cảm nó nhẹ trong người mà không phải mấy cái bệnh nặng gì đâu. Em nghe nói là một thứ này là chỉ có cái mình của ông thôi, còn cái đầu ông nằm trong hồng quy chị. Quy ở trong đó chị. Quy ở trong này. Trong này tí. Quy ở này. Là con ngựa chở ông về tới đây là chết ở đây. Sau này người ta lập lên người ta thờ ở đây luôn. Cái nguồn gốc lịch sử, lịch sử của tướng tướng này là tướng thời phong kiến á, tướng thời Nguyễn á, thời nhà Nguyễn á. Như bên chính quyền họ muốn lưu lại cái nguồn gốc lịch sử của đất nước á.
thì những cái gì mà về mang tính chất lịch sử thì mình phải tôn trọng đúng không sư? Dạ. Cái đó là cũng là pháp thế gian thôi. Dạ. Còn giải thoát là nó không có liên quan tới cái chỗ đó. Dạ. Theo như sư là người đi tu thì sư cái cách nhận định của sư buổi tối sư ngủ này sư ngồi ngủ hả? Đúng rồi. Cứ sư chập mắt một chút rồi lại đi kinh thành, đi bộ hành đó. Đi khi nào mệt quá lại vô ngồi chập mắt một chút nữa. Dạ. Rồi tỉnh dậy lại đi tiếp. Dạ. Cứ vậy đó. Đi như vậy, em mong buổi tối này sư đi mấy lần kinh thành như vậy vậy thưa sư. Thì có bữa đi nhiều thì cũng 4-5 lần. Dạ.